Ông quên chưa? Nó xong đó thì ta chuyên từ lôi chạy rộng dòng mắt mà nó cắt nó cả to cả thằng thông đua đánh đầu như phụ nó sạ xây nó chơi. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin d'une pause, je vous demanderai bien sûr de nous le signaler. Je peux comprendre que vous n'étiez pas en très, très grande forme. Revenons au document E3-858 que nous étions en train d'examiner tout à l'heure et vous m'avez donné déjà des explications sur la composition du bureau K1 et notamment sur la première page on voit donc le nom de Bang Lin et il est dit qu'il est le responsable général des bureaux de K1 et K4. Voilà. Est-ce que vous nous confirmez ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, à savoir que Bang Lin était aussi connu comme étant le nommé Ken? Bà cứ một can này est-ce que vous pouvez si vous avez eu le temps de regarder un petit peu cette liste est-ce qu'il y a des noms qui vous rappellent quelque chose est-ce que le deuxième nom qui est le nom de Bang Tan par exemple où il est dit qu'il est le chef du bureau K1 ou le nom de Bang Sin qui vient en troisième position chef des agents de sécurité qui escorte l'oncle aîné. Est-ce que ces noms vous rappellent quelque chose? Est-ce que vous connaissiez un dénommé Sem? Kettor, alias Sem, est-ce que ça vous dit quelque chose? Xong một chuyện là ta là mình. Oui, je parlais d'une personne qui se serait appelée Sem et dont son véritable nom aurait été Kettor. Lin rồi Ken đang hơi bà. Alors, on va passer à notre page. Dans la version française, c'est la page 9. Je l'ai mentionné avec un petit... mentionné cassette en marge. Si vous pouvez aller jusqu'à cette... page numéro 9. En français, c'est le RN 00643488. Voilà. Et cette page traite donc du bureau cassette. Voilà, donc il est indiqué bureau cassette, messagerie, standard téléphonique et transport. Et le premier nom qui figure, c'est le nom de Han. Chef, il assure les fonctions de chef du bureau cassette. Ensuite vient le nom de Thorn. Voilà, est-ce que... ces noms-là, est-ce que vous pouvez lire rapidement les noms qui figurent sur cette liste et nous dire si ces noms évoquent quelque chose pour vous?
tiếng Anh nên không bình chi nâng hơi lục ai bản tiết thang lục score chung môn Akla đấy. Ba từ Hàn nó cứ club score lại con thái đôi chia mình men chia vật thiên mình ti kho còn pi với bạn Hàn nó club chia vật thiên khang một con cần Paul nó co bầm bay bên mà chẳng cả điệp chom về miền cả phải phù lục trở lên mà chẳng đi chia hàn được nhiều mình club score hàn đặc nhóm school cứ chia bật hiền khang đam bà lai nâu bài tư lê bà xã hào thạc khó bà râm bay tư vinh bà Alors, passons à une autre rubrique, qui est la rubrique suivante, 4-13. Donc, c'est deux pages plus loin. 4-13, il est indiqué secteur de la télégraphie. Le RN en français, c'est le 00-64-34-90. La page 11 sur 16. Alors, il est dit ceci, bureau 4S, secteur de la télégraphie, premièrement, PON, et le chef du bureau 4S. Avant, il était un enseignant à Kampong Cham. Son lieu de naissance était à Tuol Sambo. En 1970, il s'est engagé dans l'armée. Voilà. Deuxième nom, Yus. Assume la fonction de chef adjoint du bureau 4S. Troisième nom, At, assume la fonction de membre du bureau 4S. Ensuite vient en quatrième position le nom de Sen. Alors, est-ce que ces noms, compris celui de Lac, le Sreang, est-ce que ces noms vous évoquent quelque chose? Et pourquoi parle-t-on de bureau 4S alors que, semble-t-il, j'ai pu comprendre que le bureau chargé de la télégraphie était le bureau K18? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une erreur? ប៉ុនធ្លាប់ធ្វើជាបាប្រធានខ្ញុំផងហើយក៏គាត់គ្រប់គ្រងខាងទូរលេខនៅទូរអាមេរិកដូចជាយុះដែរនេះនឹងឯក៏ដើម្បីនេះវាខ្ញុំមិនដែលឮហើយក៏មិនដឹងជាគេរៀបចំថ្មីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទឯឈ្មោះ អាចឈ្មោះលៈក៏លប់ស្កលអាស្រៀងក៏លប់ស្កលដែរហើយសែននេះខ្ញុំភ្លេចតែច្បាស់ជាងគេគឺប៉ុននឹងយុះបាទតែគាត់គេដាក់ថាកដល់3ហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏វាខុសការកំណត់គឺក18បាទ Bien, dernière rubrique, c'est à l'avant-dernière page, le bureau K1 à l'extérieur de la maison de l'oncle, à l'extérieur de la maison d'homme. Donc sur le document, vous pouvez regarder
C'est la page 14 sur 16, ERN 64 34 93 en français. Alors, il y a un certain nombre de noms, là encore. Tout d'abord, le nom de Dim. Il dit qu'il assume la fonction de responsable de K1. Ensuite, le nom de Tang, chef adjoint de K1. Le nom de T, membre du bureau de K1. Ensuite, Pik, Chun, Chat, Long. Alors, est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Est-ce que ça correspond à vos souvenirs? Parmi les noms que vous avez lus là sur ce document, est-ce que vous vous souvenez si certains ont été nettoyés, purgés ou éliminés ou écrasés? Qu'est-ce que vous avez su à l'époque concernant les personnes qui étaient dans les bureaux K1 et qui ont disparu? Bát trong một trăm thế và nhận được của không tập bùa đấy về tập bùa cà phê hàng cầu chẳng cứ trong một sâu sọc kì và Alors, pour terminer, j'indique que nous avons un certain nombre de documents qui viennent de S21. Nous en avons un premier qui figure à la cote D108-26.227. Et il s'agit d'une liste intitulée Ministère S71. On y lit un certain nombre de choses. Par exemple, le numéro 7 sur cette liste s'appelle San Sim, alias At. Il est indiqué comme étant le chef adjoint du bureau K18. Il serait rentré à S21 le 9 juin 78. On y lit un nom dont il était question déjà hier, au numéro 13, c'est le nom de Uk Pan, alias Pon, chef du bureau des téléphones. Entré à S21 le 4 avril 78. On y lit également au numéro 15 le nom de Tang Han, décrit comme étant le chef des messagers du groupe du bureau 7, entré le 24 mai 1978. On y lit également au numéro 19 le nom de Tuan Kim Srui, alias Reng, chef du groupe du bureau K18. Ce sont des noms qui vous disent quelque chose, monsieur? Est-ce que vous avez entendu parler de ces disparitions? Bắt và thiên khi nhóm nó một con năng này mà ai đẹp xem thiên tiết khi mình đăng cái bắt pelna ấy thì áp đăng. Bien.
Bien, je remercie Monsieur le témoin, je vous remercie pour les efforts que vous avez faits pour votre témoignage. Et je n'aurai pas d'autres questions à vous poser en ce qui me concerne. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. I'm not trying to cut the line here. I just have a quick announcement to make. With respect to two documents which were recently placed on the case file, that's D200/3.11 and D200/3.12. Those are audio recordings or transcripts of audio recordings of the interview of this witness. Pursuant to Judge Fenn's ruling from the other day, I just wanted to give everyone notice that we may utilize these documents. They're not on the interface. Obviously, one we received afternoon yesterday and one has just come on the file now. So I just wanted to mention that for notice purposes. We may make use of them. I'm not saying we will, but everyone's seen them. They're part of the witness statement. This is the witness that we're dealing with today. And I think there was an assumption that was made or a presumption that was made last week or maybe the week before that, that the witness statements would be sort of assumed to be used by all the parties. So I'm just flagging this. That's all I need to say. Thank you. បាទសូមផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមវិទ្យាការពីក្រីលោកខៀវសំផនបាទសូមអរគុណលោកវិធានសូមគ្រប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសូមគ្រប់អង្គសម្ដែងការទាំងមូលលោកនៅសុផុនសូមជម្រាបសួរផងដែរខ្ញុំបាទគង់សំអនជំនាញទ្វីការពីរបស់លោកខៀវសំផនហើយ ក្នុងនាមលោកខៀវសំផនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើជាសាក្សីផ្ដល់សក្ខីកម្មយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយដែលបានឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈកាលកន្លងមកសូម្បីតែលោកកំពុងតែមានជំងឺក៏ដោយខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់សូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើ សំណួរដែលបានតាំងរួចមកហើយចំពោះលោកក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ទៅលើកិច្ចការរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកបកប្រែផ្សារនៅក្នុងមន្ទីរក 15 ដែលលោកបានបង្ហាញថាមានផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុង
Khiêm chẳng đăng tha ta ca thật tua khó trừ chung pua xa đèl chôl mọc nông mình tì rồi bỏ lốt phần này kháng cử nâng phần này kháng nông nú miên lẹ cả nạ khó khía rứ có bọc hết xa đôi tài khía tế bà này tha ca bình chun xa chánh chôl cứ ai thật tua bán đôi khía mình miên cầm nót từ lưu phiếp trăm bách nơi xa ở tì hò tha xa đại miên lẹ cả nạ chia sầm ngắt khăn rứ sầm ngắt thòm đa rứ có xa thòm đa nú xâm lộ chùi bình chạy. Bà đã xâm sâu bình chạy ông bì cổng rô bọc nhóm đã thuê cá nơi có mùi và mền nơi có đập lầm bay tê. Có mùi cứ miền nè bọc prai khẳng nóng ai nhóm nâu xà la xâm đạch sụt thiêu rô bà cứ chỉ cổng bọc prai mùi đá hay nâng ទទួលបន្ទុកខាងបង្រៀនបច្ចេកទេសរៀនលេខអក្សរបាទឯភារកិច្ចយាយអំពីការងារដែលក្រុមទាំងពីរនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជាហូរហើយ chia thu tâu xa na đã miền lạc nạ mù lạc thà na đã mình miền khả măng liên biên ấy bọc rộng tế cái yếu ở cái xa nâng tư nâng khiêm lạc càn khẳng khiêm làm bấy phần riêng ôi khmer nâng thuê chạy sạch đánh phòng riêng phòng thuê phòng ai chụp phu sa đại miền lẽ cận nã tư na đại khi ông căn cái đói thì họ đối tư ai san có miền bị muốn khi ông căn đại vấn đề đó là miền sự hiệp ca nó tạm phụng lại tăng tài tới làm bài ca chay chay long ở bàn là ha đập sự hiệp ca ở bàn toàn phê về lý kê cơ yok sa phum phi ai sa nung pi khnyom tu bọ nung khang khnong dae ba nih chi lakkhana ka ngie khang khnong nung khang krau vi mien lakkhana anchang ba som bichea banang mien ai mien chbas tiet ba som su pa thaem tiet ba som okun chumpu ka chlai ban chia ni hay nung ka kai tamru do khnyom phong dae khnyom chong su ban to tha ta phnai khang krau mien khnia chi chi neak thoe ka nung praman neak dae samrab bok sa hay nung khang khnong nung mien praman neak dae khang khnong va khang krau khnyom ni mien ku ma da khnyom dom dal mo vea nang aich ban 4 neak nang vea ti 1 aich chuoy ka ngie chmuoy khnyom dol chop teu keu ban sorop teung os khmeing da mien samatthaphiep aich thveu ka ngie chmuoy khnyom ban keu 4 10 neak ban ai khang khnong vinh tang khnom cham roi mien da 2 3 neak te ba mun mien chraen te ba ba som okun samrap phnai khang krau robos lok ta mien ka baing chaek mok sanya rư ko mok pruoy samrap totuol nang bok sa chỉ cầm tôi tiền thế bà miền ca bài chạy đi chân mềm viết hà bồ xá nó về rộp tàu nông địa cả nó về chiên đọc từ đây chẳng nhom cầm nọ thà nè đời cái bàn chạy hơi
không mà nét năng ai tổ tuôn bay tư bàn ấy buồn nét cứ về pi tận đọc tư ấy ai rốt rùi dài chẳng cứ không mà nét ai tổ tuôn pi rư bay tư bàn bà xong mọi cuốn nếu bây đại bốc lực rồi bỏ lột bàn bỏ xa ta lột chỉ nhẹ trút bình nứt bình chạy tới lời khlâm xa nâng xa chỉ thầm mây đại lực tế bà nông thần nặng nhóm chỉ nhẹ tổ tù khổ trâu được phần này khẳng cao này cứ nhóm bàn trút bình nứt trang ạ cà ra bị rốt trang bà nhà hà kia khlôn ấy có hay nâng cái lây nà để mình chế ba có bỏ tới về kia mình vô lấy cứ nhóm chỉ nè chui xùm rùa tưởng ọ bà trang càng bà chê kết tế trang khang khlâm xá cứ môn nâng bà chun tư khang có mùi nế cứ trâu bàn tư tù ca bình nất rồi bọc nhóm chia môn bà bà xong ổ cún nhóm chóng xu bình chạy thà tiệt thà ta ca rìa lây rồi bỏ lộ nâng miên ca thư tiên toát tên lưu bò đầm miên đại miên nơi khăn ông xa nì mùi nì mùi nụ đại tế ở thì họ thà xa mùi trời bàn bình chun mà ca rìa lây bỏ lộ hai lộ trời thư ca bình chạy thà ta khăn xa đại miên nơi khăn ông xa nô việt trầm trời rưu mùi có lộ con tại bỏ xa nó, tôi tạm khlâm xa để miên nơi khốn xa nó, tại mà đoàn. Bà chụp buộc khlâm xa trâm trâu rưu mình trâm trâu. Cứ bỏ tôi tạm tại khlâm xa để kê bình chùn mộng. Nhưng mình bàn phát tiên tốt, thả bộ đồng miên nâng vì kỳ rì ca tha về chìa bộ đồng miên bất rực gót rư mùi có bộ đồng miên đại kỳ con đại rì ca mò nụ tê bà cứ tha mình đang chìa bất rư mình bất ôi tầm miên nơi khăn ông khlâm xa ôi tầm miên nơi khăn ông ạ thật bót nó cứ bỏ tù tam tầm khlâm xa đây bà bà xong ổ cún tiện tôn tôi nâng ca chầm lòng chùn nâng đạ tha chầm lòng chùn từ ông để lục bàn trả lời chỉ hô hai cái lòng màu này lục bàn mình chạy tha lục được bê đa sổ xê bọ xa nú lục đạ trăm tại thay khai hai chầm lòng ca chầm lòng chùn nú tục ai phát thiên rồi bỏ lô cái lục bón chỉ nẹ đạ tha chầm lòng chùn nẹ nà chấm chân xua bệnh trẻ tha ta cả đại tha chấm lòng chun từ ông nam mới nữa cả giờ lại bỏ lốc miền nị tệ vị thi sầm rạp tiêm toạt tha ai cả xa đại lục bệnh chun từ cả xa đại lục bệnh chun từ nấng tây ban từ đó đại ông từ anh đại tế mà khi ông mình đăng đài mình đăng kịp bàn tự đo rồi mình đo ai cả đã chấm lòng chun ở vây vây đại kỳ vây mà sân hơi bờ cái lây na đại khi ông chế ba có khi ông đã chấm lòng chun ông đi ông đúng tầm đòn tam cù ca đại kỳ bàn của mình nọt chỉ rùm cứ tha mình miền ấy phải rùa đây trong sầm bay nó cứ tha bờ xa tu tàu đã tàu đang lư từng ọc nia cái đã từng ọc nó ông mình tì ấy cứ xa ấy hô hay đường chẳng tại cả này xa khla khla đại khi ông mình chưa bao lo
môn đặng đạ tha chấm lòng chún khiêu mình hiên xâm rạch đòi khuôn anh đai đó là tù rồi sập xu kê sân bán thả ta chún ôm nà khá và có ở kì vay tự tham chết đánh đai hàng phân kì bán đòi bộ biên tự lọc mà vinh. Nếu bà sân năm chứ ba, chứ không sao chết chun từng chân tâm đoàn, ôi tôi kì mà. Bà sân mô cún. Nước nông bêl bọ xa nì mùi đi mùi, đã lục thọp chuộp xa nà mùi đà miên sở xế chùm lòng chun, vì xa đà lục bán bọ nó rụi hai thế. Bên hợp xa đại tổ tù thao chùm lòng chùn nước bàn nửa bê đại lộ tổ tù mà phía cứ miên miên bịa thao chùm lòng chùn nâng tay mặt đón cứ mình miên cả đạp bằng thêm nửa cả giả lấy bọn lộ tì. Bạn mình miền tề bà sầm ọc cún khiêu miên sầm nua mua chìm nuốt tiệt tôn từ nâng ca cầm nát nâu ông ca chặt tăng rồi bỏ bạc của mình đi Campuchia để lục bàn chơi bình chĩa chỉ chơi rồi mặc hơi tiếng chỉ mùi dạp đầm nàng dạp rìa nhà đàm đàm rật về ni nếu khả năng chúm nói ní khi ông bàn phí nất khơi ca pra bia rồi bỏ lục xong đau từ lư ông ca bạc miên phiếp mình sẽ bỏ lỗ chúng chăm sóc ao lục chui bẩn chẹt bẩn thái từ lớp bìa từng ao nu ở thì họ bìa tha bẩn chầm cá bì sau nà cang còn lo mòn ít chăm sóc lược ở thì họ nơi thay nơi chấm nội muối nơi thay thì bay khai cảnh nhá. Nông tùm bò đập rằm mùi chỉ phía xa khám ái. Nông tùm bò đập rằm bùn tơ mập hây phía xa ân lế. Nông tùm bò mập hây chỉ phía xa bà răng. Mên ca pra bịa ở tì hò mân ti mạch chấm nâng kinh nạ bầm bầy rồi chất chết đám nơi khăn ông ní. Hai lô cọ ban xoay bình chạy tha lệch sầm ngắt bầm bay rồi chết cứ miền này thá lệch rồi bầm bạch trầm chết đàm chẳng trong trang xua tha ta ca pra bịa trong đằng sông lược chún bịa tha bạch trầm mình ti bạch trầm cái nạ bạch trầm bầm bay rồi chết mô bầm bay rồi chết mình ti bầm bay rồi chết cái nạ bầm bay rồi chết cái này ác chân trái ta từng ổn đi lúc ác thua ca bánh chạy cầm nọt cho bác loa thế tha ta biết đi mùi đi mùi kì nì dây xong đau tờ lơ ở vây chị lẹ hay bởi lúc ác tiền dục biệt na xma nâng biệt na bán xong lúc chui bánh chạy phong. Bà chừng khơi những ca pra ở bịa bích nâng về tràn tại ở vây đài chừng khơi những đôi khí nha cứ lấy làm bay rồi chật và lúc bây là nà pra một tí có nô ta bùng bay rồi chật nà pra ong cá có nô ta bùng bay rồi chật nà pra cần nã có nô ta bùng bay rồi chật
Đối chân này chẳng phục luôn khá nhóm cơ. Khá nhóm về chữ bố chữ bó lấy đoàn chẳng mà đang nả nà chìa. Cảm ơn chẳng trái nà nà chìa xây xây. Phần thái tam khá nhóm dư lời khốn ai thế. Nay ảnh vật rồi bỏ phục nhóm nó cứ thả ạc khá vò bì rương. Cảm ơn bầm bay rồi chất mô bầm bay rồi chất ông ca bầm bay rồi chất ấy thế. Ôi ta khơi xa cứ. Cứ xâm lao ta chô là có mùi tương ọ thầm đoàn. Bà, nếu cứ nây ảnh vật bọc nhóm ọt khó phí rương đuôi ọt lô cần lạ ọng ca ấy nó thế bà. Nhóm ca bọ sài rồi bọc nhóm ca dù đăng rồi bọc nhóm. Cứ miên cầm rắt ná. Vì nhóm trên nhá, tôi ta vẫn ách đăng nơ ca cầm nót cú ca rồi bọc ách ảnh trai dàng ná thế. Ông bì ca bảo bị bích tương ọt nô bà. Bà xong hỏi cún. Nhóm ai dô bàn thà lúc miên ca lùm bạc nông ca vì tầm lây tự lực biển ni. Có bàn tay nhóm tăng xong nô ni chung phút lúc đời xa vì miên thiệp chạm bạch rồi bỏ dưỡng xong rắp ca bìa lúc khi xong phòn. Nhưng nhóm chong xua bình chạy từ lúc thà ca pra còn lo máu nông ca ra lây rồi bỏ lúc mình bàn bình chế ở đại sát tha ở đại sát lạc tha ta ở với cho ba lo chi mình ti bầm bay rồi chết rư cận nạp bầm bay rồi chết rư ong ca bầm bay rồi chết rư ong ca mà chấm cứ khang ca giả lời bỏ lốt mình bán thôi ca bánh chay từ lư ca prapra bịa nịt tì chẳng bên thế bạn chẳng mệt. Bà xong ở cơn chung phu kè cho lại bình chạy ní. Chắc nhóm xong xua bần to tiệt thà. Ta lúc ai dô cho ba ông pi. Ông ca pi. Tí mối cư cả nạ chăn trái. Nâng tí pi. Cả nạ mạch chầm. Này ông ca bạc của mình đi. Campuchia đại tế. Bà rừng ní hói là nhóm. Chạy tốp tên đang xâm nô rồi bỏ đào mặt đang lúc mì thư vi đào mặt đang rớt tập bởi bên đi nâng. Thật ở lúc tức ơ sao tên nạ thuê ca thông thông hơi có lúc mình dù cho tùm rong bởi khá nhóm gần tài chi ông gặp hiếp bỏ bài mùi tốt mấy nâng ách dù là nà chi ạ chẳng trái là nà chi mình ạ chẳng trái nô bà nhóm chạy rủi mà hơi xâm nô này. Bà xong ổ cún, nhưng chắc nhóm ai xong khép nơi xong chùm lời rồi bỏ lộn mà vinh thà lộn mình dù mình ai bánh chạy bán chùm bùa bìa thà cả nạ chân trái nâng cả nạ mạch châm nụ tê, chẳng trăm trái tê. Bạn bất chìa trăm trái nạ hả bạn? Bà xong ổ cơn lục nông sập hóng khi nhóm ổn miên xâm nùa ở vầy xâm rạp xa xu lô tiết tế hay xong ổ cơn lục thiên xâm ổ cơn. Bonjour monsieur le témoin, je m'appelle Arthur Verken et je suis également un avocat de M. Kyusampan. J'ai également quelques rapides questions à vous poser. Est-ce que vous pourriez, je sais que vous avez peut-être répondu ou effleuré cette question déjà dans vos réponses, mais à votre connaissance, à Phnom Penh, pendant le régime du Kampuchea démocratique, lorsque vous y avez travaillé, les différents ministères disposaient-ils en interne de leurs propres équipes de codage, de décodage et de leurs propres lignes et machines télégraphiques?
machine tu sa rư ko khsae tu sa doy khluon aing ptoal ne tam kasuong ni muay ni muay te bat mun mien te bat kasuong phleing phleing mun mien krom tu ro leik rư muay ko krom vie tu ro leik tu ro sa aing no te doy laik tại cơ xuống cao bảo tế nó trong mình chép ba nâng hai bàn trong mình thì chế là tại cao pi cơ xuống cao bảo tế muối cứ mình miên cơ xuống na đại miên nẹt vi tu lấy rứ bỏ trai tu lấy nội tế bạn cứ đại miên tại cơ xuống cao pi chia tế bà đại lục miên nên cứ miên tràn mong tiếng chương tức chương tục chương ác ca ấy cứ lúc miên một chú bài cục bài cục giang tiếng nẹt vay tiếng nẹt bọ hút lo tu sập miên sai ắt sai cứ miên cục bài cục giang bạn merci. Vous avez compris, monsieur, que nous disposons, ce tribunal dispose non seulement de la version écrite des procès-verbaux de vos entretiens avec les enquêteurs, mais également d'enregistrement des discussions que vous avez eues avec les enquêteurs du tribunal. Et pour ce qui concerne le premier entretien que vous avez eu avec les enquêteurs, le 18 février 2009, c'est la cote D200-3.11, version française 00-84-30-72, anglaise 00-8-44. Version française 008-43-072, version anglaise 008-44-067, et version Khmer 008-38-464. Et vous avez dit que Sampan n'avait pas de télégramme, il ne communiquait que par lettre manuscrite, ou sinon il me téléphonait depuis son bureau. Il me demandait de faire des courriers et les envoyer à tel ou tel endroit. Puis ensuite, vous expliquez qu'une fois ces lettres codées, chiffrées, vous les faisiez envoyer à l'extérieur. Vous avez reparlé de cela à cette barre le 29 août, la semaine dernière. C'était juste après 11h57, en page 52 de la version française, et vous avez déclaré que les messages de Khieu Samphan passaient forcément par votre unité. Est-ce que vous savez, est-ce que vous saviez si, pour ce qui concerne M. Khieu Samphan, c'était vous qui étiez responsable de tous ces messages? ការទំនាក់ទំនងរវាងខ្ញុំនិងលោកគីរំផននិងក្រុមការងាររបស់លោកនៅសម័យនោះគឺបើជាលិខិតលោកវាយអង់គ្លេសលេខរួចហើយលោកផ្ញើសម្បត្តិតាមរយៈនិរសាមកឲ្យកន្លែងយើងខ្ញុំបំផុសអក្សរៈ rư muay ba luk mien ka cham bạch rư pranyap hay va sa nang khlai khlai ay luk rư muay ko krom ka ngie robos luk aach thveu ka tumneak tumnong mok kalaing yeung khnyom tam turasap
rưu mối có lúc có miền sất ôi kì vô xa ở vây xem xe rồi bỏ lúc tôi ôi krong khăn nóng cứ có muối rồi hãy bà miền xa vây đã trẻ tôn nâng rương khăn nhóm khăn có muối kì bình chung tôi lọc một khăn nhóm này bình chẳng cứ mình men group tại xa nô tê đại lục trâu tại chlong cắt cài ở lại rồi bọc nhom cứ lục ái miên sất tại tôn từ nông crong nhom mũi tiên đại nơi nông co mũi bản đài mà nếu bớt sân ai chỉ lục miên xa ở vậy Alors, je voudrais vous demander une explication sur le codage, une explication très simple. Je voudrais savoir si, par codage, vous entendiez également le simple, la simple traduction en morse. Ou est-ce que, quand vous parlez de codage, c'est toujours d'une numérisation afin de rendre le message plus discret. Est-ce que votre service était chargé aussi de transformer une lettre en texte normal en morse ou est-ce que c'était toujours une codification en vue d'une confidentialité? មន្ទីររបស់ខ្ញុំគឺមានតួនាទីបំផុនអក្សរបំផុនអក្សរហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្លឹមសារជាអក្សរជាសារលិខិតផ្សេងគេយកមកប្រែតាមឯកសារសម្ងាត់តាមតារាង100កន្លះឲ្យទៅជាលេខកូដទាំងអស់បាទមិនមែនចេញឃើញជាអក្សរទេ ហ្នឹងហៅថាសាមិនតន់ទៅជាសម្ងាត់ទេឃើញជាលេខអញ្ចឹងគឺមិនតន់សម្ងាត់នៅឡើយទេបើចង់ទៅជាសម្ងាត់គឺតល់តែទៅបង្វែងដានមួយជាន់ទៀតអានេះបានហៅថាពេលដែលយើងចេញជាលេខបំលែងជាលេខមួយផ្សេងទៀតហើយបានហ្នឹងបានហៅថាជាទូរលេខសម្ងាត់ ឯរឿងមកហ្នឹងគឺមិនមែនជាសាទូរលេខសម្ងាត់ទេបាទសុំមកហ្នឹងគឺវាចេញជាអសមកតិចតិចតិចតាយទៅចេញជាអសកអញ្ចឹងមកហ្នឹងគឺមកហ่าបាទគេពំបាច់បោកប្រែបំផុនអក្សរនៅលើសាមកហ្នឹងទេបាទពំមកហ្នឹងវាចេញជាខ្លឹមសារ Malheureusement, vous savez que vos propos sont traduits en plusieurs langues successivement. Il se peut qu'il y ait une distorsion entre ce que vous dites et ce que moi j'entends en français. Et il se trouve qu'il y en a une. Vous avez dit à la fois que le morse, enfin en tout cas on m'a traduit, à la fois que le morse était un code secret, et à la fin de votre réponse, vous disiez que le morse n'était pas le code secret. Donc il y a une contradiction dans ce que vous venez de dire. Pour moi, du peu que j'en sache, le morse, c'est un langage international qui est connu de tout le monde. Et le simple passage d'un texte écrit, par exemple, en français, en morse, ne le crypte pas. C'est le passage d'un texte écrit en français en chiffres
qui constitue un cryptage. Est-ce que ce que je dis est correct? Đôi lúc miền bắc sao mình trầm trồ hơi cứ chỉ bùm men chỉ lê cốt sùng ngặt tê cứ chỉ ạ à, xó thò mặt đa đây là na có kỳ mưa đăng kỳ vô thì bỏ lúc hàng bà răng ông lê nó cái vậy thì cha mò trên chiều mà thà Campuchia, lúc khơi Campuchia chia so là tăng nước sạch tập đoàn mình bạch lúc tụ bỏ ấy nằm chư bà lê và một đồ bọc nhóm đại pra cứ miên pi prop hết một đại chân mô chia so khmái nâng một chênh mô chi ở sò là tăng, cứ ở sò bà răng ông lê nâng ai. Nè, kháng này vì tù lê nó cứ chê. Tầng mọc khmai, tầng mọc sò col. Bà. Je vous remercie pour cette réponse très précise qui clarifie effectivement les choses. Et je voudrais vous demander si ce que vous avez appelé tout à l'heure lettre ouverte correspond avec un des types de lettres dont vous venez de parler. C'est-à-dire que vous avez parlé des lettres de Kyo Sampan en disant que c'était des lettres ouvertes. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement quand vous avez dit cela, utilisé cette expression, lettres ouvertes? Les lettres ouvertes, c'est ce que ça xa nâng mình men chìa ca sầm ngắt ấy nà nà đi cứ cần tài chìa ca bàn chạy xong phải rẽ nì xong phải rẽ nô đồng bây ôi phù mập hiện nâng kì bán đăng tha cái lấy bọc kế bán tật miên xong phải rẽ ở vây khá đà kháng lưu bình chùn tâu nâng chùm luôn bỏ man hay kê chun tâu thay na khai na ấy nâng hay ôi ôi lúc phía kì một kháng tiết nâng rung trăm tử tu nâu na anh ấy mình chia bánh hà ấy tệ tôn đó xa sống ngắt trâu bồng vang đá rồi hút đó bị bây chuẩn đấy và chúng ta khi con tay bầm lên phía xo thông đá hồi tư chỉ lý cốt hơi vay bình chun tư tâm đoan có bàn và mình bạch bằng vay đàn trơn lược trơn chôn bay buồn tông thì nên chỉ xa lẽ cả nạ bếp nì ai xa chùm ho mùi tiết đại chúng như thà lịch khách chấm hoa nương, ưu thế hoa thà lục miền dịch đầy thang ca, dịch đầy nền nom ở bay, chia chấm hoa đồng bay, nẹt từng ọt nương đập lư tu tư, có cái ai bay chia mọc mai bàn đài mà, thì hoa thà nền nom vì riêng thứ bồn tiên. Hồi cựp mùa lạ thàn, cựp ông gặp hiếp rung chạm sạch đập, sẽ đầy sáng ca, rồi bỏ lúc gần nặng của thiên ruột, khiêu xung phôn nâng chẳng chẳng, ưu thị hòn chẳng nâng kê chìa, cư chìa xa lịch khách chồng ho là xong rắp sắp sai nâu tù tàng bà rốt tê hút đó kê ách đăng tàng on rạ chiết khăn cầu bất tích đăng bàn đề nâng lạc nạ nâng kì mân chăm bạch bòm phân à kà rãi tê kì ạch bay chìa mọc của bàn
bà nè chìa lạc cả nạ sầm ngắt nâng mân sầm ngắt bà đại bà chùm rếp chùn bà xùm lô kì rếp bà. Je vous remercie et ce type de lettre passé également par votre service, est-ce que c'est exact? ឆ្នាំ ចូល ឆ្នាំ ខ្មែរ ក្តី ឱកាស បន សកល ក្តី មុន នឹង នេះ គឺ លោក មាន ធ្វើ សារាចរ មួយ ដែរ ដើម្បី ឲ្យ បង ប្អូន យើង នៅ តាម មូល ឋាន នានា បាន ស្ដាប់ នៅ សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ របស់ លោក បាន. Et cette circulaire passée par vous. ពីព្រោះគេខាងកមួយគេចាត់ចែងរួមគេដឹងថាទឹះណាដែលមាននៅខ្ញុំទឹះណានៅគេអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺគេអាចជួលទៅកមួយឲ្យគេចាត់ចែងរួមគេដឹងថាទឹះណាដែលមាននៅខ្ញុំទឹះណានៅគេអញ្ចឹងរឿងមួយហ្នឹងគឺគេអាចជួលបានគ្រប់ទឹះទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទឹះខ្លះវានៅខ្ញុំកាន់ទឹះខ្លះគេនៅខាងក្នុងកាន់អញ្ចឹងគឺសេចក្តីសារាចរហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងតាមកមួយសិន. ឯរឿងសំភារៈចិត្តឯរឿងផ្ដល់សំភារៈអីផ្សេងផ្សេងគឺប្រកាសក្រុមការងាររបស់លោកប្រកាសថាគឺក្រុមខ្ញុំនឹងហើយបាទមិនបាច់ឆ្លងទៅកមួយក៏បានដែរ. Je comprends, merci. Je voudrais savoir si, à l'époque, vous avez travaillé à Phnom Penh, il y avait une méfiance vis-à-vis du téléphone. Ce que je veux dire, c'est est-ce que un de vos commanditaires vous aurait transmis un message confidentiel par téléphone ou est-ce qu'il aurait préféré le faire remettre par messager humain? Est-ce qu'il y avait ce type de méfiance à l'égard du téléphone à l'époque? Je vois, Monsieur le Président, qu'il est midi. Comme j'allais aborder un nouveau type de sujet, peut-être est-il le moment de prendre la pause. Sau mình chơi chơi với mình to cái tầm là ca tầm là ca thầy xã xây lục nông số phóng ta được xin đi lục tam và mà mới sau cuộc phiên bật lục ai mà to lo thực hiện cam bàn tiếp được xin đi ba lục bật thiền nhóm sau cuộc phiên mình bật lục đầy men còn tại tam thực chất là bậc nhóm cứ khi nhóm nâng phục biệt thơ tam ca cầm nót cho bà ông sau bà nà ca bán. Bà ọc quân hay mình trai đất bà đà la ca, tổng rộp đo cái lãnh tâm rạng nơi
ទទួលរងចាំសម្រាប់សាក់សៃអ្នកជំនាញដល់សាក់សៃរំនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់វិសាថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់អ្នកកន្លែងប្រតិកម្មវិញនៅវិលៀមម៉ូមួយ 30 Thank you, Mr. President. Very quickly, I've just been informed that our client is suffering from a backache, a headache, and a general lack of concentration. And for those reasons, he wishes to retire to hold himself for the afternoon. And that is our application this morning. Thank you very much. 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 អង្គជំនះបានស្ដាប់តាមសំមិនរបស់ជំនួយចាប់ចោតនួនជាដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពីក្រីបកួតសូមទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលធ្វើសម្ដែងការពេញមួយរសៀលថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយយូរតាមដានក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការដោយផ្ទាល់បានហើយសំណើសុំរបស់នោះនួនជានឹងធ្វើឡើងមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវដូច្នេះអង្គជំនះយល់ព្រម
ហើយលោកនួនជាបានលះបង់សិទ្ធមានវត្តមាន ពីបន្ទប់ក្នុងគ្រួមមួយថ្នាក់ក្រោមសាលសំណាការនេះសម្រាប់រយៈពេលនៃកិច្ចសំណាការសំណាការពេញមួយរសៀលនេះប្រកបឲ្យអនុរៈមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកនួនជានិងខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់ក្នុងគ្រួមខាងក្រោមដែលឡែកនៅរសៀលនេះទុកលោកនួនជាឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ដែលរៀបចំជាស្រេចនៅបកកោសទូសម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចសំណាការសំណាការពីចម្ងាយហើយឡែកលោកខៀវសំផនប្រកបឲ្យនាំគាត់មកកាន់បន្ទប់សំណាការនេះវិញនៅរសៀ